Chiều ngày 4 tháng 12, cả Việt Nam và Philippines đều đã ra sân tập luyện, chuẩn bị cho trận bán kết lượt về diễn ra lúc 19:30 ngày 6 tháng 12. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên thể thao 247, trong buổi tập này, tất cả các cầu thủ đều có thể trạng tâm lý rất tốt sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Philippines ở trận bán kết lượt đi, ngoại trừ trường hợp của Đỗ Hùng Dũng. Sau trận thắng Philippines, Hùng Dũng đã bị chấn thương lưng và anh chỉ có thể tập riêng, đi bộ nhẹ nhàng với các bác sĩ và không thể tập cùng các thành viên còn lại. Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng vắng mặt trong buổi tập hôm nay. Trước ngày Việt Nam lên đường sang Philippines, Văn Toàn được bác sĩ Trần Anh Tuấn xác nhận chấn thương đầu gối của anh không có gì nguy hiểm và tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai có thể trở lại ở trận bán kết lượt về. Tuy nhiên, tình hình hiện tại có vẻ không mấy khả quan khi Toàn vẫn phải chờ lần chụp chiếu tới để kiểm tra chính xác mức độ chấn thương. Vì lý do đó nên ban huấn luyện đã không mạo hiểm để Văn Toàn ra sân tập luyện. Trở lại với trường hợp của Đỗ Hùng Dũng, hiện tại huấn luyện viên Park Hang-seo và các bác sĩ vẫn chưa tiết lộ cụ thể tình hình chấn thương của cầu thủ sinh năm 1993. Hùng Dũng đang chứng tỏ anh là quân bài quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc bố trí nhân sự tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Những trận đấu vừa qua, tuy không tỏa sáng rực rỡ, nhưng những đóng góp thầm lặng của cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội là rất đáng kể. Nếu như không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, Hùng Dũng được cho sẽ có suất đá chính trong trận đấu diễn ra tối ngày 6 tháng 12. Không chỉ Việt Nam gặp vấn đề, đội tuyển Philippines cũng đón một tin tương tự. Theo đó, một cầu thủ bị chấn thương và không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội. Cầu thủ bị chấn thương chính là Manuel Ot. Ở trận bán kết lượt đi, anh gặp chấn thương cuối hiệp 1 và phải nhường chỗ cho chính người em trai Mick Ot. Khẳng định trước trận đấu này, huấn luyện viên Eriksson bày tỏ quyết tâm đánh bại Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình để giành vé vào chung kết. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 19:30 trên sân vận động Mỹ Đình. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.